Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thời tiết ngày 22 tháng 9, miền Bắc mưa lớn, giảm nhiệt do không khí lạnh tràn về. Dự báo thời tiết theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21 tháng 9 ở khu vực Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 21 tháng 9 có nơi trên 50 mm như Tân Tiến, Bình Thuận 62,6 mm, Krông Năng, Gia Lai 54,8 mm, Phú Mỹ, Lâm Đồng 50,6 mm, Tân An, Long An 78,2 mm, Chợ Bưng, Tiền Giang 68,4 mm, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh 53,6 mm. Từ chiều tối ngày 21 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9, ở khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Từ chiều tối ngày 21 tháng 9 đến ngày 23 tháng 9, ở khu vực Bắc Trung Bộ và Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 60 đến 120 mm, có nơi trên 200 mm. Ngoài ra, từ chiều tối 21 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9, ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo, đêm 23 tháng 9, khu vực Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét cấp 1. Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước. Thời tiết Hà Nội có mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ, đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Thời tiết phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác. Riêng Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Thời tiết phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển mát, vùng núi có nơi chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Vùng núi có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc 28 đến 30 độ, phía Nam 31 đến 33 độ. Dự báo thời tiết Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Thời tiết khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Dự báo thời tiết Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Thời tiết thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc mưa rất lớn vào chiều tối. Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, từ chiều tối nay, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa vừa mưa to đến rất to. Tây Nguyên, Nam Bộ, Nam Trung Bộ mưa rải rác vào chiều và tối. Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, từ chiều tối có mưa vừa mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng khu vực vùng núi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, đêm có gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Vùng núi có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, hôm nay có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, từ chiều tối và đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, gió nhẹ, đêm có gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Có ý kiến dự báo không khí lạnh tăng cường, miền Bắc mưa rất lớn vào chiều tối nay 21 tháng 9. Hà Nội ngày hôm nay có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió nhẹ, đêm có gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Dự báo từ đêm nay, ngày 21 tháng 9, gió mùa Đông Bắc bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc, nền nhiệt giảm dần. Trong 2 ngày, 22 và 23 tháng 9, miền Bắc chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, vùng núi chuyển lạnh, có nơi dưới 19 độ. Mưa lớn còn tiếp tục trong ngày và đêm mai ở khu vực này. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình hôm nay nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Dự báo trong ngày 22 đến ngày 23 tháng 9, Thanh Hóa, Quảng Bình tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, hôm nay ít mưa, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, hôm nay trời nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Tây Nguyên, hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 30 độ. Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Trong 2 ngày tới, 22 đến 23 tháng 9, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to vào chiều tối và đêm. Cùng với diễn biến khí lạnh tràn vào miền Bắc, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay ngày 20 tháng 9, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm ngày 21 tháng 9 và sáng sớm ngày 22 tháng 9, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Ngày 22 đến ngày 23 tháng 9, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, trời chuyển mát, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời lạnh. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 20 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Trên biển, từ gần sáng ngày 22 tháng 9, ở vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Từ sáng sớm ngày 22 tháng 9 đến ngày 23 tháng 9, ở khu vực Trung Du Đồng Bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa mưa to. Cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150 mm. cục bộ có nơi trên 200 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động tàu thuyền và các hoạt động khác. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.